luôn. Nay chắc lại gọi đi giả tiền lợn hộ. Hôm qua xuống mà chú đâu mà đi giả tiền lợn hộ. Đây mới nị kim mà còn phải đi ra giả hộ nữa. Đi cả giả tiền hộ nữa. Ừ. Hôm nay không biết là hộ cái gì. Xuống bài cái hình ảnh những cái thế. Thế thôi nhưng mà bây giờ sướng lắm. Được cái thằng chồng cái hoa ấy, nó ngoan ấy. Bảo rồi quan trọng đấy, nhanh nhanh như lại thành sướng. Số, con người ta nó là cái số hết nhỉ. Mẹ. Thằng kia thì ngoan, có nhìn làm có động gì đến tháng lương đâu. Cứ mấy tháng bố mẹ lửa năm bố mẹ lên lĩnh lương một lần. Con dâu thì lại chịu con quá. Con dâu thì lại giỏi. Con dâu, con bé Hoa nó khỏe. Nó cũng giỏi, đi chợ búa suốt ngày. Chỉ ở nhà ăn với chung cháu với chăn lợn. Cái nhà hắn, hai vợ chồng nhà hắn về rồi. Năm nay ông cũng làm được đâu mà được 50 triệu tiền lợn rồi. 50 triệu tiền lợn nữa trước rồi, lứa này 20 nữa rồi. 70 rồi, tiền vườn. Đấy, nó mấy trăm triệu gửi ngân hàng rồi, mình chả có đồng đéo mà. Ôi trời ơi. Đây còn đang đi vay còn không kêu đi này. Cái cái đồng mù mà. Cả giàu quá, người thì nghèo quá. Sao giàu nó cứ hành hình thế thôi. Ừ. Vợ cả thằng Minh Chít đi. À, vợ thứ đứa thứ hai, vợ thứ hai mà có hai thằng con, bây giờ một thằng đi nước ngoài, à, hai thằng cũng đi nước ngoài sao? Thế là vợ cả chứ. Vợ hai, vợ cả là chết rồi. Minh mà. Ừ. Minh hai vợ cơ. Tính nhà còn ba đấy. Vợ cả là ước nhà ông Tọa ấy. À thế à? Đấy mới là vợ cả mà. À ước hả? Thế lấy rồi thì không bỏ nhau. Ước ấy. Lấy rồi thì không bỏ nhau. Nếu là vợ cả thì là vợ ai là con bé đấy số nó giàu. Nó mua cái đất ở trong Quý Sơn đấy. Nó mua năm nó mua hơn 200 triệu mà hơn 2 mẫu à hơn 2 hắt. À hơn 2 mẫu sao? Hơn 1 hắt, 2 mẫu 7. Mà